như nào? Làm gì Phúc? Phúc? Chào mọi người, chào mọi người, quay lại kênh Gió Đồng nha. Làm chào mọi người đó tiếp tục đồng hành với anh em mình. Thì hôm nay thì anh em mình sẽ đến cái nơi này khá là cũ rồi. Và trước mấy bữa trước thì Phúc có đi, giờ giờ Phúc rủ mình lại lần. Trước đây thì em đi bao nhiêu ngày Phúc? 4 ngày à. 4 ngày ở đây thì em mới nói chung là cái đợt đó em có nói với anh là em nói với mọi người là sẽ rủ anh lại đây một lần nữa, tại vì anh em có lại gọi không? Đúng rồi. Thì đợt đó em lại nên đó. Thì bây giờ Lộc với Phúc đến cái nơi mà cái người thanh niên bị sát hại mọi người. Thì những ngày gần đây thì Lộc cũng có hỏi một số hỏi thăm những người dân đây, thì có một số anh chị cũng có đi xịt ban đêm mọi người, thì đi qua chỗ này thì nó có những cái đường mương thường người ta hay xịt lắm. Thì nó nghe nói là hôm nay nó nhiều người lại gặp nó ra nó quẩy tay, nó kêu. Quẩy tay kêu, đứng quẩy tay kêu luôn, nhưng mà gọi vô có nghĩa là thấy bóng đen. Đứng quẩy tay gương nhưng mà lướt rồi thì không thấy nữa. Còn tại do ở đây thì chỗ này thì mình dành, tại vì ở đây cũng chỗ này mình đến hay nhiều rồi, thế là mình có quen biết ở đây thì mình dành hơn Phúc. Còn Phúc thì nó mình cũng mới chỉ nó đây, nó em đến đây một lần với anh. Đúng rồi, một lần. Nhưng mà mới đây hả? Mới đây hai lần rồi, hai lần. Thì lần đó chung mình. Nhưng mà ở đây thì nó phá quá, hầu như mình thấy mình giống như mình đang chọc họ gì đó. Thì càng ngày mình càng mình càng đến thì hầu như họ càng phá. Mình nghĩ thì thế giới cõi âm thì ta gọi thế giới của cõi âm với thế giới con người thì tách biệt. Có nghĩa là hai cái nó khác biệt, nhưng mà do chúng ta đến nó thật thì mình cũng quấy phá họ cho nên họ mới phá lại mình chứ không có gì. Nhưng mà có nghĩa là cái người đây nè, họ chích quang đi nữa. Ừ, chích quang mà chích quang thì sẵn ở đây video này thì Lộc sẽ chia sẻ về cái video cách đây mấy ngày trước. Video làm gì? Video anh em mình đi trên hồ đó, anh bị kéo dưới đó rồi anh không có, hình như không có kết thúc video luôn, không có nói với mọi người luôn. Hôm đó về thì Lập sẽ kể sơ sơ cho mọi người nghe lúc đó là tình hình như thế nào để mà cho mọi người biết, để biết cái thông cảm cho anh em mình. Là hôm đó là Lập khi mà Lập mà khòm xuống mà Lập định đẩy cái đàn cày ra thì thật sự mà nói thì Lập thấy luôn chứ không phải là dọc vừa thấy là nó bị kéo liền, Lập trở tay không kịp. Đó là một cái giống như một cái sợi dây, nó sắn ngang cái tay anh liền, nó sắn mình nghĩ là anh thấy chị nó nghĩa ở dưới giống như cái gì dưới nước, giống như mình giọt nước mà mình nhiễu mà văng lên vậy, giống như đó mà nó tràn ngang tay mình rồi nó bị xuống luôn. Mà xuống dưới thì xuống dưới thì anh nó kéo mà không phải là đơn giản là nó kéo ấy đâu, xuống sịnh dưới lúc mày sịnh luôn hả? Tới sịnh dưới, tới đất cái dưới là lúc đó anh dậy mà biết không, anh thì có đem lưỡi lam có anh lặn lưỡi lam theo mà. Thì thường thường thì đi quay về cái này Lộc nói chung là trước video Lộc nói Lộc đã thủ đồ rồi, là Lộc đem mấy cái lưỡi lam xét mà xài rồi theo thì cũng vài miếng thôi, nhưng mà để mà đặc biệt thì những ma da nó rất sợ vì vấn đề mà những cái sắc nhọn hoặc là ấy á thì nó rất là sợ. Cái hồ sâu lắm không anh? Sâu chứ, lại là ma da nó lại sợ một loài ngỗng, nó rất là sợ ngỗng nha. Thì khúc sông nào mà nếu mà có ngỗng thì không bao giờ có ma da, nhưng có cái là người ta không dám nuôi là do nó ồn quá. Con ngỗng nó ồn hơn con chó nữa. Con chó lâu lâu nó mới sủa một tiếng, mọi người nghĩ Lộc đưa nói đúng không? Còn con ngỗng thì không. Hình như ngỗng là ma cũng sợ chứ không phải là ngoài trường ngoài da. Ma nó cũng sợ nữa, nó giống như con chó vậy đó. Tại vì nó rất là, nhưng mà mai sai da lại rất là sợ nó. Khúc sông nào mà có nó thì hầu như là không có, thế không nghe ai bị chết nước, mà những trường hợp mà là bị xếp bằng nó có hiếm, nó gặp mấy trường hợp đó. Thì cái lúc mình té xuống thì Phúc, thì mọi người hồi đó giờ không biết, có biết Phúc là không biết lỗi không,
thì là đó giờ Phúc nó không biết lội, thì lúc đó Lộc té xuống thì Lộc nói chung là thấy cái gì nó siết chặt, nhưng một hồi nó giục ra, nó buông ra, có nghĩa là một hồi nó buông ra nhưng mà mình cảm nhận được là có cái tiếng gì nó nghe một cái kẹt giống như ai nghiến răng ở dưới nước, ra nghe cái kẹt cái rồi lúc đó mà mình lúc đó anh xuống anh biết không, biết bình thường luôn hả? Biết chứ, anh dậy chứ mà anh có nghĩa là lúc là xuống tay lúc đó là em nhớ là cái lúc mà té xuống cái là nó yên luôn á. Rồi em lúc đó là em đang cầm cái máy nhưng mà em bỏ xuống tính đi dưới mà cái máy nó rớt, em mới đặt lên lại em mới đi xuống dưới. Anh coi lại anh thấy đó, nhưng mà có nghĩa là ở đó thì cái chỗ đó chắc lẽ mình sẽ lên đó một lần nữa, chắc chắn sẽ lên, nhưng mà mình làm sao cho họ, một là phải siêu thoát, làm họ siêu thoát, hoặc hai là không cho họ ở đó nữa. Mà bữa đó làm sao mà anh ngóc đầu lên được gì? Đó nghĩa là anh nghĩ là những cái thứ trong mình, anh hiểu không? Anh nghe có tiếng mà nghe một cái két giống như mình tưởng tượng, nhưng như người ta kiến giống như cái tiếng nghiến răng mà không biết anh không biết cái tiếng nghiến xuất phát từ đâu. Là lúc đó là anh dùng lên được, là lúc đó anh chọi đầu lên đó. Thì anh em mình về lúc đó lọc lạnh lắm, rồi lên rồi chỉ gắt lạnh rung, lúc đó tính dừng nói với mọi người nhưng mình không còn tâm trạng nữa, chỉ anh em mình nói chung thì rút chứ không có nói chuyện mọi người. Hôm nay anh em mình muốn nói để cho mọi người nắm bắt vậy. Bây giờ mọi người cùng anh em mình đến cái chỗ này để xem cây hôm nay ở đây như thế nào, và nếu ở đây á, nếu mà chỗ này ổn không ổn thì Lộc sẽ tìm cách xua đuổi cho đi, hoặc là họ cho họ rời, họ đừng biểu phá người ta nữa. Thì ở đây là mình không dám chắc chắn, nhưng mà mình sẽ cố gắng quay những video chân thật và mang đến cái sự gọi là hay nhất để cho mọi người xem. Mà nhiều anh chị, nếu anh coi có những comment nói là kêu anh cắt những cái khúc mà không cần thiết anh cắt à? Đúng rồi, có kêu anh cũng nói đi là những video đó anh đâu cắt không, là không cắt đâu. Khi cắt, khi nào mà những cái video cắt ở đây không phải cắt, còn những video có nghĩa tạm dừng chứ không có không, cắt. Mà em nói là anh chị đó kêu là cắt không cái cho nó những cái khúc mà không quan trọng là cắt bớt á. Cắt bớt hả? Đúng rồi, mình tính gì luôn tù mới sao cho nó video thực tế luôn, từ từ đầu tới cuối luôn. Thì đó, nếu mà cắt ra thì mọi người nói tại sao khúc đó cắt, rồi có vấn đề gì mà cắt hay gì đó. Thì cũng có những khúc cắt, đây là những cái khúc mà nghe mình dừng máy để mình chọn đồ hay gì đó, thì lúc đó mà anh em mình sẽ cắt video để cho thì nghĩa cũng, nếu mình ngồi mà chọn đồ với mẹ nữa tiếng cũng như rất là nhiều anh chị hỏi đó, thì hôm nay nói đi cho mọi người biết. Thì thôi giờ đi nè, giờ bây giờ mọi người cùng anh em mình đi nha. Anh định cầu chỗ nào đó? Chỗ cũ luôn hả? Chỗ cũ là chỗ nào? Em mới cầu gần đây nhất là chỗ nào? Chỗ cũ á. Chỗ cũ, lâu quá trên đây nó gặm gạp quá, anh không nhớ nữa. Ở đây hả? Ồ, ở đây hả? Đi à? Em cầu nào mà em bỏ vào cái này lại luôn hả? Sao? Tức nhẹp hả? Cái gì? Tại vì lúc em nghe cái tiếng gì đó, em chạy ra ngoài nước không á, như cái máy cái đường nước á hả? Máy đường nước bên đây đó hả? Hả? À, như khi em vô nước nhẹ rồi. Mà sao? Nó hồi gần hả? Ý! Cái gì anh? Cái gì trời? Cái gì vậy? Vô máu cái gì? Phải không? Không biết nữa. Ủa? Cái gì trời, gớm gì trời? Em bỏ nguyên chăn vậy đó mà không đốt gì hết hả? Nước nhẹ bà, xịn không à, không biết sao nữa. Kỳ ta. Đúng rồi, cái bữa đó anh về anh coi lại video trước của em á, là cái lúc mà anh quay lại nó xịn hết trơn. Không nghe anh bận lên muốn coi mấy cái dấu này đâu ta, giống máu gì vậy không biết. Bữa đó em gặp hiện tượng gì, em gặp nó sao, nó làm sao mà nghe những cái tiếng này kia hoài á, tiếng ngoài tiếng cái gì đó làm cụp 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 này kia. Nhưng mà cái em sợ nhất á là khi mà em ra ngoài đó em nghe cái tiếng không có rõ được là cái tiếng như thế nào, mà mình tiếng nước á mọi anh, cái tiếng khuấy nước gì khuấy nước giống mày dò á, mà em không biết, nhưng mình tiếng nước á, tiếng nước á. Tại vì em sợ nghe lầm, em quay ra thì nói chung là lúc mà em đem camera ngoài thì không có, nhưng mà khi mà em vô lại đây á cái tiếng nó còn rõ hơn. Nhưng mà khi mà em ra ngoài anh không có gì hết trơn á, nhưng mà khi mà em đi lại là cái này nè, có xịn mà nó hôi mà ướt nhẹp hết trơn luôn. Thôi bây giờ mình không biết có nên làm cái chỗ này luôn hả?
Ngay chỗ này thôi. Cái gì? Anh đi vòng đi. Đi vòng. Bữa em chỉ cho anh mấy chỗ đó thôi. Cái bộ đồ bên kia. Không gì để đi. Ờ để đi, anh bỏ đi đi. Anh thấy gì đâu? Có anh đi cái đường này coi có gì không? Nay mọc cây nhiều chứ ta. Gì? Ủa sao cánh cây nằm đó ta? Nhánh cây này bị. Ơ nó bị tét nè. Cái gì? Nó bị tét nè. Đó. Ủa mà đâu tét xuống? Lại đâu á? Đúng hả? Cái nhánh này đâu phải nằm đây đâu. Thì mê nước mà. Cái này lũng cũng là mê nước mà. Mê nước nhưng mà nó nhánh này thôi đâu phải tét. Tét rồi có dấu tét rồi. Không có anh ơi. Vậy là nhánh này. Đụng vô cái đó xong mà nó tặng dữ vậy anh. Chưa nè. Anh đụng vô cái. Cái chỗ bên đó rồi. Cái miếng mấy nữa sao nó tanh gìn vậy? Có không? Ừ. Tanh, tanh. Tanh muốn ói luôn á. Ủa cái nhánh này từ đâu mà ai mang lại đây để nó không cho vô nè. Cái này cố tình không cho vô nè. Sao? Cái đó luôn. Cái gì vậy? Sao? Mai thọ thọ nhìn quá đâu. Cái lúc này quay lại đó. Nói chung nào. Cây này nhánh này tét từ đâu ta? Hay là ai đem đâu đem lại đây? Này được quay lại đâu? Giống như trắng không vô vô á. Thôi vậy? Sao không? Thôi bây giờ đi đi. Đi vô trong này đi. Coi làm mẹ đi. Coi sao. Nhánh khô hả? Có nhánh mới. Mới nhưng mà nó khô. Mới nước. Ừ, đi ra nó nhánh mãi luôn. Gì vậy? Cái cha đây. Giờ mình làm đi. Giờ đặt máy đi, mặt máy đi. Có gì em coi sửa này cho. Rồi em quay cho. Anh lại giùm em đi để em đặt camera cho nó chỉnh. Ba đồ này họ đốt luôn nha. Ôi nó gần hả? Mà cũng đốt nha. Thì nó để nên mà bị xấu á. Ướt. Ướt ướt chứ đâu có hôi rồi. Tanh gớm gì đâu. Bọc cũng quen. Trời ơi, hai bộ đồ nữ không à? Chắc không làm đồ này được rồi. Thế vậy được không em? Đi em coi chưa? Em đi dán mấy quần như này không được hả? Được không? Được. Để. 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 Để.
Chừng đó thấp lắm em. Đâu có, em mua đâu ấy là nãy mệt á. Thấp quá không đấy nhỉ? Được rồi. Được rồi. Anh xong rồi. Xíu xong cái camera này. Camera này ok đó. Em lấy bốn lá bùa đó, em dán bốn góc, em để bốn góc đi, để xuống luôn ha. Em để có cây gì máng cây gì tốt hơn. Có quẹt không? Em có quẹt không? Phải chặt lên. Chặt lên em đây. Không cái cây từ đó ra. Cái này hả? Đấy, đấy, đấy. Quên nữa nè, cái này. Anh để gọi hết trơn rồi chưa? Rồi đó, bốn góc, bốn lá. Đúng không? Đó, đó. Rồi, ok. Không anh nữa, còn một cái tấm bùa ấy rồi ta đó mấy đâu rồi. Thôi khỏi với họ luôn à, cái này bồ bà phụ nữ nhà của em để rồi. Đây luôn hả? Còn hết. Còn gì hết. Còn 5 cây. Hà đèn không biết gì. Em thấy hà đèn được không? Mà để rồi. Tắt đi đi.
Tắt đèn thấy không? Tắt hết luôn đó. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Có gì đây ra được rồi đó. Thấy cái bóng hai anh em mà được rồi phải không anh? Không, cái này là thấy. Anh lại anh coi đi, em mở đây em thử. Được. Được được, thân chịu được. Coi giùm em đi. Chứ mà sáng quá rồi khó lắm mọi người. Nói về cậu này rồi. Ok phải không anh? Đúng rồi. Ok đó. Thì mọi người thì nếu có chuyện gì anh em mình sẽ bật đèn lên. Cái này nhỏ nữa. Đây. Bây giờ hôm nay nếu mà chúng mình không có thể cho cái người này đi được thì có thể mình sẽ cho họ định phá này nó đừng ngừng ngập. Nãy giờ mình đã cầu thì
cái bài cầu của mình thì thường thường sẽ ít khi nào mà cầu mà ra mẹ tiếng, và sau đây là mình sẽ kêu gọi cái linh hồn này nếu mà ấy thì về đây. Thì hôm nay thì hôm nay tôi đến đây với lòng thành kính và có những một ít giấy tiền vàng mã để dâng lên quý vị ở quốc mài quốc mặn ở đây. Thì hôm nay chúng tôi muốn thông qua những món đồ này mong người những người quốc mài mặc đây, cũng như là cái chàng trai đã mất cách đây mấy năm về trước, thì rất là mong là sự thấu hiểu của quý vị, và tôi cũng rất là mong là quý vị hãy đừng nên phá ở đây nữa, thì có thể là nếu phá quá thì chúng tôi bằng lòng phải đuổi quý vị đi, hoặc là hơn thế nữa. Và đây là cái bàn cầu. Thì chút nữa đây thì Lộc sẽ, khi mà cầu xong, hiện giờ là chưa xong, cái nghi thức là mình còn đang đợi. Thì sau khi mình cầu xong thì mình sẽ, chưa biết trên là lá bùa, mình sẽ dán cái lá bùa đó lên, mình xem coi cái sắc mặt của người này ở trong cái bùa rồi thế này có thay đổi không. Nếu mà có thay đổi thì có thể là tùy vào sắc mặt vui buồn hay như thế nào đó, thì mình biết, nghĩa là vui thì họ có thể là bằng lòng mà đi, mà nếu mà họ buồn thì có thể là họ không, hoặc là nổi giận thì như nào. Làm gì Phúc? Phúc buồn hút, đừng bốc. Xuống dưới kia đây. Mày cầm đèn đi đâu vậy? Buông ra. Dưới kia nó rủ kìa nha. Ngồi xuống đây nè. Có sao không? Anh làm đây quá. Anh mới đang nha, ngồi đến ngồi đi. Thank you.
sao rồi? Đợi anh xíu. Lộc ơi, cứu em Lộc à. Ê à, em đau quá, muốn chết luôn á Lộc ơi. Lộc ơi. Đợi anh xíu, gán 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 được không? Lộc ơi. Hả? Anh đi anh Lộc ơi, nó kêu em đi anh Lộc ơi. Lộc. Để Lộc. Thôi được rồi. Ai da. Nó ngồi đây không sao đâu, đi rồi không sao đâu. Nghĩ rằng này rồi nó má nó nè mọi người, nó cắn mình. Mình vừa qua cầm, vừa tính cầm cái máy là có tiếng gì mà em nghe một cái kẹo nè, mà đường dài sát đường dài giống như cái móng còn cái răng. Anh thấy sao rồi? Còn để đốt giấy tờ còn cái được rồi anh em nè. Gì à? Đấy nha, anh dở dao lên đó nha. À, cái này gì trời? Cái gì vậy? Cái hình đông không lủng. Nó không có ấy à, nó không đi à, nó muốn ấy à, bây giờ đốt giấy đi, để anh cái, thôi bỏ luôn đi, bỏ đi, đi đi à, ra kia anh em nói chuyện sao, bỏ đi gom đi, gom đồ đi, đi ngoài đi, anh em nói chuyện với mọi người sao, thì mọi người, thì anh em mình đi xa cách đó, chỗ đó ra, cá sai. À, mệt. Đừng đau, trời đau luôn. Đây nè. Thấy gì không? Nó hiểu gì anh? Hiểu cá. Lúc mình cầm camera là anh nghe cái kẹo. Nhưng mà nó đau thấu trời luôn á. Mệt. Mệt đau đây muốn chết luôn. Anh nghĩ nó này nó không, thông thường nó không chịu đi đâu, không em chịu đi. Lúc cái dao rút lên em nhớ không, rút không được cái dao, khi mà rút vô anh đâm thêm lần nữa, anh đâm cong cái dao luôn. Cái người thấy nó không chắc không, không đúng không, không lúc đầu anh đâm lủng mà lúc sau đâm không được luôn á. Này không có đơn giản nữa, thì những cái này á mình nghĩ khó đuổi đi. Thứ nhất là mình không có trừ được, nói mà những youtuber mà nói mà đi trừ ma là thì mình không tin, tại vì ma mà nhau trừ được khó lắm, quá dễ trừ. Mình chỉ mời họ đi thôi, ông thầy pháp, những thầy pháp mà cao tay ăn dữ lắm mà mời đi được,
Không trừ được mà chưa chắc trừ được, trừ phải dốt chỗ đâu đó chứ không có hội mày giết cái một luôn không được, mấy khó lắm anh. Đúng rồi. Ở đây nữa nè. Còn mà anh nói mấy nè, dấu vào nè. Anh nói biện pháp mà anh nói trừ ma là đây nữa. Mấy người mấy YouTuber mà trừ ma là sao? Khó lắm. Nói chung cái đó mình không biết nhưng mà mình nói là nó mà nếu mà muốn trừ cái linh hồn rất là khó. Thiệt từ trước giờ nói trừ rất là khó trừ được. Em biết là nếu nhiều khi mà những ông sư trong chùa nhiều khi còn phải là năn nỉ. Năn nỉ nữa. Đúng chứ rồi. Không phải là muốn trừ thì trừ. Thì lúc trước đây thì Lập có từng làm bên học chùa lễ. Em biết học chùa lễ mà không? Biết. Học chùa lễ là đi múa theo đình đi chùa mọi người. Trời ơi, hai bên luôn ơi. Bên đây luôn em ơi. Mà bên đây mới thôi nè. Em thấy không? Nhà đây nè, mọi người ở đây đúng mới nè. Dấu chuẩn bị à, dấu thì mới. Nó giấu giống như mới đưa vô mới à. Nhưng mà hai tay ngay chỗ này không? Thì đó. Mà mình đi xa lắm rồi. Đi xa lắm rồi. Sao mới đổi lên nè, mới ửng lên nè. Thì mới ửng đó. Giống như cái miệng nữa nè. Bây giờ thì anh em mình để coi tính kỹ lại coi chỗ này mình nên làm gì để mình xem mình bắt được. Đợt này mình tính là mình tin ấy rồi, mình đọc những bài cầu siêu để mời người ta đi thôi, đọc bài cầu siêu để mời người ta đi, ý là đọc vậy thôi chứ chưa rồi chứ. Còn cái dao là để giờ dành bắt chắc nào đó. Để cắt cái gọi là cái cọng dây mà liên kết giữa cõi âm và cõi dương, nhưng mà lúc cái sau đó là anh chắc không muốn được luôn em. Không, anh không biết sao nè, anh đâm lá bộ đồ thế à. Ừ, bộ đồ thế trên đâm lũng nhưng xuống dưới đâm không lũng. Anh đâm cái một công luôn, công bỏ dao công rồi anh sợ nó không cái, nó cái không dao đi là cái dao anh có làm gì chẳng được không à? Cái dao đó anh đâu có bỏ anh cái dao anh có độc bùa chẳng mà đâu có là anh đâu có bỏ được cái dao đâu mà nó cầm. Ừ. Nhưng mà cái dao nó rất là khó. Cái dao đó lúc đầu anh đâm một cái anh lấy đồ anh đóng xuống nữa mà nó xuống luôn mà. Tại vì cái dao này anh đâu có bỏ được đâu mà nó cầm, mà bắt buộc anh phải bỏ luôn rồi. Thì đúng rồi, tại vì anh làm bùa luôn đó rồi. Không bùa mà như mình đọc những cái bài, những cái bài đúng rất rồi, là những cái bài đúng rồi, mấy cái bài cầu đó, những bài đó nếu mình đọc có những cái thứ gì đó thì giống như cái thứ đó là sẽ mang lên có một cái gì đó giặt thay thế đúng thì rồi. Đó mình tính cắt cái dòng dây liên kết giữa cõi âm và cõi dương nhưng mà hầu như cái cuối cùng làm không được. Nếu mà về mấy nước trường hợp xui mà có cái gì đó là em đâu cho nay nha. Chứ em đau em sợ con tim như đó, con tim em đau con của mẹ đó giờ vẫn còn đau đó. Còn đau hả? Em về để coi con như nào, có gì nói cho anh biết. Không em về em nói với ngoại em tiếng. Em nói ngoại em sợ nói ổng nhiều khi giống ấy nữa, không phải ông la nữa. Tao làm này thì mình giấu mà. Người lớn tuổi mình đi, anh em mình đi là giấu người lớn, đâu phải là mấy việc này người lớn tao không cho làm. Rất nguyện với lại thì là ấy nữa. Thì anh em mình nhờ là quay ở ruộng á. Quay ở núi là nếu mà ai hằng mà nếu mà nói mà anh, nếu mà cái núi cái bông này không phải như bây giờ. Thì đúng rồi, nếu mà những cái trên núi là cái vòng này là có thể là quậy hơn nữa. Ý là dưới đây đó mà còn quậy đến mức đó rồi. Thì bây giờ anh em mình kết thúc video đi. Thì mọi người thì anh em mình sẽ cố gắng để xem như thế nào. Có thể quay lại đây không? Còn nói bắt thì mình khả năng mình không có. Mình dụ nó đến vô cái gì đó được. Nhưng mà nó mắc bắt mà để thấy thì giờ hơn bữa nay anh có sách đây có bộ đi. Rồi. Cảm ơn mọi người nha, mọi người đã xem video.